Bánh mì bóng đêm có gì đặc biệt? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Hôm nay mình đặt mua hai loại, bánh mì không có giá 7.000 đồng và bánh mì kẹp than heo nướng có giá 30.000 đồng. Chiếc bánh có màu đen huyền bí cực kỳ thích mắt. Thành phần của bánh sẽ có than tre và túi mực của con mực ấy. Không thơm bằng bánh thường, loại bánh cũng xốp hơn và không mềm lắm. Nếu ban đêm khác ban ngày chỉ vì tối hơn thôi đúng không? Vậy thì bánh mì bóng đêm cũng vậy, chỉ khác màu thôi, chứ vị thì vẫn thế. Còn bánh mì bóng đêm kẹp thì sao? Bánh mì thường các bạn ăn kẹp như thế nào thì nó kẹp y như vậy. Khi ăn xong răng của các bạn cũng sẽ bị xen lẫn với bóng đêm luôn. Thường thì tất cả các loại đồ ăn luôn có những hương vị đặc trưng riêng của nó. Nếu như có biến tấu đi một chút để gắn mác bóng đêm, bóng tối, ban ngày hay ban sáng thì cũng chỉ là khác màu một chút để kích thích giác quan mà thôi. Bánh bạch tuộc takoyaki có gì đặc biệt? Có bánh rồi đây. Mình rất bất ngờ là giá của nó chỉ có 45.000 đồng mà thôi. Còn cái túi mà như túi bóng mà khét lẹt này nó là ruốc. Bánh bạch tuộc thì chắc là ruốc bạch tuộc. Bánh nhìn to nhưng lõi chả có mấy, chỉ là phồng lên thôi. Lõi của nó có một miếng bạch tuộc nhỏ xíu. Bột bánh được trộn cùng với rau củ quả. Còn về hương vị thì nó cực kỳ là ngon. Ngon lắm luôn ý. Một mình Tôm chắc phải ăn hết hai hộp này là ít. Tức mình một cái là cái cửa hàng bán nó xa chỗ mình ở quá. Này, vừa nãy tiền ship gấp đôi tiền bánh luôn đấy. Biết nó ngon như thế này thì mình ship hẳn 6-7 hộp luôn có phải không? Nhớ chuẩn bị nước để tránh bị nghẹn khi ăn nhá. Vui chết rồi, mình bị nghiện món này rồi mọi người ạ. Alo, chị shipper à? Vâng, cho em thêm chục hộp nữa. Địa chỉ cũ. Bánh mochi có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Tên tên, Tôm mua hộp này với giá là 108.000 đồng chưa tính ship. Chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc bánh con thôi. Không chờ đợi gì nữa và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nó nhá. Ôi, nó mát lạnh, lạnh buốt răng luôn. Lớp nhân có 2 phần, phần đậu và phần kem. Cái nhân trắng trắng này là kem này. Và chiếc bánh đầu tiên này có vị hoa anh đào mọi người nhá. Đến chiếc thứ hai nào. Wow, nhân đậu đỏ nhá, ngon đấy. Chiếc cuối cùng này là vị matcha trà xanh. Mình nghĩ là mỗi người chỉ ăn được khoảng 2 chiếc là ngán lắm rồi. Nên chuẩn bị một tách trà để uống khi ăn thì sẽ ok hơn rất nhiều đấy. Mỗi món ăn lại chứa đựng một nét văn hóa, một câu chuyện ẩm thực khác nhau. Nếu có thể chúng ta hãy trải nghiệm thật nhiều món ăn để có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn nhá. Bánh cu đơ, đặc sản của Hà Tĩnh có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Trong Táo Quân có một câu nói vui cực kỳ nổi tiếng có nhắc đến loại bánh này là 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ 1.000. Nhưng không, mình mua hộp này có giá là 60.000 đồng. Túi có tất cả là 5 miếng kẹo, hai bánh đa mỏng ở hai đầu có vừng ở trên. Nhân lạc được thắng bằng mật mía, mạch nha và đường trắng. Và còn có thêm cả gừng để tăng vị nữa. Cùng thưởng thức hương vị của nó thôi. Vỏ bánh đa mỏng và rất giòn nên sẽ dễ bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Nhân lạc vừa dẻo vừa cứng. Đây là loại kẹo không dành cho bạn nào có bộ nhá yếu. Với hương vị đậm nét truyền thống như này thì mình nghĩ với độ tuổi của bố mẹ hay ông bà mình sẽ rất là thích nó. Mỗi nơi mỗi chỗ lại có những đặc sản khác nhau mang đậm tính chất vùng miền và mỗi món lại có sự đặc biệt riêng của nó. Bánh tát trứng à? Được rồi, để Tôm xem hương vị của nó như thế nào mà bà con khen nhiều vậy nhá. Và bây giờ cùng Tôm đi lên siêu thị Bà Khương Mát Nhất Hương ở trên tầng 3 để mua nguyên liệu nhá. Vào đây mua nguyên liệu làm bánh mà hoa hết cả mắt. Bánh tát trứng thì có tới 3 vị lận. Nghe nói là khá dễ làm nên Tôm cũng thử tài bếp núc của mình xem. Kem trứng phô mai này, kem trứng sữa này, kem trứng phô mai lá dứa này. Ở đây bán luôn cả cái đế đông lạnh rồi. Giờ thì đến phần làm bánh. Bỏ đế bánh ra này, đổ kem vào, rồi cho vào bếp nướng, chỉnh nhiệt và chờ đợi. Tên tên, chỉ mất có một chút thời gian thôi là đã có bánh ăn luôn rồi. Tôm ăn vị kem trứng sữa trước nha. Bánh thơm, béo béo, không quá ngọt và gây ngán. Còn kem trứng phô mai thì chí mừng. Có thêm vị lá dứa nữa này thì đủ vị này. Chén 3 cái là dư năng lượng rồi. Có anh chị em nào đam mê bộ môn nội trợ hoặc làm bánh thì nhớ nốt vào nhá. Và bây giờ mình sẽ thử làm bánh flan theo công thức vừa rồi để xem nó có vào gì không nhá. Tôm đã chuẩn bị sẵn hai loại kem là trứng sữa và phô mai lá dứa. Thêm những chiếc cốc bé để chút nữa mình làm bánh nhá. Thêm cả đường nữa này. Và tất cả đồ này mình đều mua ở Nhất Hương nhá. Chỗ này thì gì cái gì cũng có. Ok, giờ mình sẽ đổ nước và đường vào đun cùng nhau. Bao giờ cái đường này nó vàng lên là được. Và bây giờ đổ mỗi cốc một ít thôi. Vừa đủ đừng quá ngọt nhá. Bóc hộp đổ kem lên nào.
Và chúng ta lấy nồi cơm điện ra, đổ một chút nước vào và chơi kiểu hấp cách thủy nhá. Rất đơn giản không nào? Tên tên, 10 năm phút đã trôi qua và đây chính là thành quả của tôm. Ui, sao mà nó thơm, nó ngọt, nó ngon thế không biết. Đúng là đồ mình tự làm có khác. Mời mọi người nhá, ngon quá xá. Đấy, mọi người đã thấy tôm chưa? Không phải dạng vừa đâu. Thì cũng là do sản phẩm OP, đúng như quảng cáo. Bánh macaron có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá. Mình đã chạy đến mua tại một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất của Hà Nội với mức giá là 96.000 đồng một hộp 6 chiếc. Rồi, bây giờ cùng lướt thử qua một lượt để đánh giá hương vị của nó nhá. Màu xanh dương là vị Việt Quất, màu đỏ là vị cherry, màu cam là vị sô-cô-la, màu vàng là vị chanh leo. Còn cái màu nhạt nhạt cuối cùng này thì cũng là sô-cô-la hết. Nhân bánh thì có một đặc điểm chung là chua chua, thanh thanh. Lớp cứng bên ngoài thì khá là mong manh dễ vỡ, bên trong thì mềm. Nhưng mà phải cái là ngọt sắc, ngọt khé cổ. Nếu như có một tách trà đặc ở đây để ăn kèm với bánh thì quá là một cực phẩm. Bánh macaron là một loại bánh đến từ đất nước Pháp. Nếu có cơ hội thì ngại gì mà không thử ăn một lần cho biết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nhá. Máy làm trứng cuộn có thực sự giống như quảng cáo hay không? Mọi người hãy cùng tôm thử miệng nó ngay nhá. Máy này tôi mua với giá là 255.000 đồng. Được tặng kèm theo máy là mấy cái xin que, dụng cụ đánh trứng và một cái dọn vệ sinh máy. Nhìn hóm hình phết. Và tôm đã chuẩn bị sẵn ở đây trứng và xúc xích. Ta lấy xin que xiên vào xúc xích, đánh trứng thật đều rồi cho cả hai vào máy nhá. Máy không có công tắc nên chỉ cần cắm điện cho thấy lên đèn xanh là ok. Chờ tầm 5 phút là bắt đầu thấy trứng có dấu hiệu chín dần rồi. Các bạn cho ít trứng thôi chứ không đến lúc chín nó phồng lên là sẽ bị lòi tòi phòi ra như này này. Hơi thất vọng là vì nó không được đẹp như quảng cáo. Dù trứng và xúc xích đã chín nhưng chúng không kết dính với nhau lắm và sát vào máy hơi nhiều. Để khắc phục điều này thì chúng ta nên cho một ít dầu ăn vào trước khi làm nhá. Tôm đã sử dụng và thành quả thì mọi người có thể thấy rồi đấy. Còn quyết định mua hay không là các bạn. Cái máy nướng bánh hình thú này thì nó cũng nhỏ gọn này. Bên trong là các khuôn có nhiều hình thú khác nhau. Con vật cũng có, mà icon mặt cười, cây cối cũng có luôn. Nhưng quan trọng là tính năng của nó sử dụng có hiệu quả không. Tôm đã chuẩn bị ít bột, trứng và sữa để trộn bột làm bánh rồi. Trộn càng đều càng ngon. Lưu ý là phải làm bột lỏng nhá. Trước khi đổ bột vào khuôn thì mình cần phết một ít dầu ăn lên để tạo độ bóng và không bị cháy nữa. Đổ vừa bột thôi, để chừa không gian cho chút nữa nó phồng lên. Cắm điện cho hai cái nút xanh đỏ ở trên nó sáng lên là được. Tên tên, bánh của mình đã xong rồi đây. Bánh thơm, vàng đều hai mặt. Mình chỉ mất 5 phút là đã xong mẻ bánh này rồi, chứng tỏ là nhiệt lượng rất là tốt. Cuộc sống ngày càng phát triển, yêu cầu về đồ ăn không chỉ còn là ngon mà còn phải đẹp mắt nữa. Trước mắt thì sản phẩm này sẽ làm cho con bạn cực kỳ là thích thú đây.